Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân được trang bị các tàu pháo TT-400TP và tàu tên lửa 12418 với hỏa lực mạnh, tốc độ cao. Trong nhiều năm qua, Lữ đoàn đã làm chủ hoàn toàn những con tàu được mệnh danh là tia chớp hiện đại, khẳng định vai trò là cánh quân chủ lực, là chắn thép, bảo vệ vững chắc vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Những tàu tên lửa tấn công nhanh 12418 của Lữ đoàn 167 hoàn toàn do nhà máy đóng tàu Ba Son đóng mới, dựa trên thiết kế của phiên bản tàu tia chớp Moninya của Nga. Tàu tên lửa tấn công nhanh 12418 khác biệt so với các tàu chiến cũ. Các loại máy móc, radar và trang thiết bị vũ khí trên tàu đều liên kết với nhau để hoạt động tự động. Tàu được trang bị 16 tên lửa chống hạm và 12 tên lửa phòng không. Tàu có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển, chi viện hỏa lực cho các lực lượng khác một cách hiệu quả, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của vùng 2 nói riêng và quân chủng hải quân nói chung. Tàu 12418 là một trong những tàu mà có được trang bị và hội tụ các cái thành tựu khoa học tối tân. Cán bộ chiến sĩ trên tàu xác định tốt cái nhiệm vụ là phải huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Trong đó huấn luyện chiến đấu là cái điều kiện cơ bản và tiên quyết đầu tiên. Tàu thì tổ chức huấn luyện từ cơ bản cho đến nâng cao, từ những cái đơn giản cho đến cái phức tạp, từ những chiến sĩ mới về đơn vị cho đến những cán bộ và chiến sĩ lâu năm phục vụ trên tàu, nhằm nâng cao cái khả năng chiến đấu, khả năng hiệp đồng chiến đấu, khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật trên con tàu. Là trang thiết bị hiện đại, tàu 12418 đòi hỏi bộ đội phải có trình độ khai thác thuần thục và mất nhiều thời gian để làm chủ. Đội ngũ chuyên môn kỹ thuật hải quân đã nghiên cứu, đề xuất thành lập nên trung tâm mô phỏng kíp tàu 12418. Một sáng kiến mang tính bước ngoặt đối với công tác huấn luyện cho bộ đội làm chủ tàu 12418. Trung tâm này mô phỏng theo các trang thiết bị dưới tàu theo tỷ lệ 1:1 và có thể dùng để huấn luyện tất cả các ngành trên tàu như ngành hàng hải, ngành súng phóng tên lửa, ngành thông tin radar hay ngành cơ điện. Cái ưu điểm lớn nhất, huấn luyện thì không cần thiết phải trực tiếp thao tác ở dưới trang bị thì sẽ bảo đảm được, thứ nhất là cái tuổi thọ của trang bị, thứ hai nữa là bảo đảm được đối với kể cả các đồng chí mới bắt đầu ra trường hay hoặc là mới bắt đầu tiếp cận với trang bị thì vẫn có khả năng tự tin để khai thác. Từ hệ thống máy chủ, giáo viên sẽ đưa ra các thông số mô phỏng về môi trường, thời tiết, cấp sóng, độ rung lắc và các tham số về vị trí tàu địch để đặt ra các tình huống trên biển, huấn luyện cho bộ đội phản xạ cũng như cách xử lý tình huống trên thực tế. Hệ thống tàu tên lửa được đóng mới và trung tâm huấn luyện mô phỏng tại Lữ đoàn 167 là minh chứng rõ nhất cho khả năng làm chủ vũ khí khí tài cũng như sáng tạo trong cải tiến vũ khí của Hải quân Nhân dân Việt Nam.